xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ bài về bông ổi và 13 bài thuốc chữa bệnh được dân gian truyền miệng. Tổng hợp từ nguồn 1 linh một cây thuốc. Bông ổi được gọi là loại cây cảnh trong vườn, được nhiều người yêu thích bởi màu sắc sặc sỡ, nhưng bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên vì chúng còn được dùng để chữa nhiều bệnh trong dân gian. Cây bông ổi là gì? Cây bông ổi có tên khác là châm ổi, trăng lao, thơm ổi, hoa ngũ sắc, châm hôi, châm anh, từ quý, mã anh đơn, nhà khí mù, theo tiếng tày họ cỏ roi ngựa, mô tả. Cây bông ổi có chiều cao khoảng 1,5 5 đến 2 mét, cây có gai, cành dài hình vuông, lá mọc đối nhau, có khía, mặt dưới có lông, hoa mọc theo từng cụm, hoa lưỡng tính, có màu sắc vàng kim, vàng tươi, sau cùng đỏ chói, ít khi toàn hoa trắng, quả bạch có hình cầu, nằm trong lá dài, khi quả chín có màu đen, nhân gồm 1 đến 2 hạt cứng, xù xì, nơi sống và thu hái, cây dược liệu này có nguồn gốc ở Trung Mỹ, được nhập về trồng Việt Nam làm cảnh, nay phổ biến rộng rãi. Cây mọc hoang ở các bãi đất trống, đồi núi, ven bờ biển bộ phận dùng làm thuốc, lá, hoa và rễ, thành phần hóa học, cây có chứa tinh dầu ở lá, terpen, pisilic và LA, phelatren, tinh dầu bông ổi Ấn Độ có chứa kemeren isocameren và micrenen. Vỏ có chứa latanin là một alkaloid tác dụng. Theo y học cổ truyền, dân gian sử dụng cả cây thơm bông ổi để làm thuốc chữa bệnh. Dễ cây bông ổi có vị ngọt đắng, tính lạnh, giúp thanh nhiệt, hạ sốt, tiêu độc, giảm đau. Ngoài ra còn dùng để trị quay bị, đau xương khớp, chấn thương. Là có tính mát, có tác dụng tiêu viêm sưng, chữa các bệnh, ngứa gãi, viêm da, gẻ lở, vết tràm răn cắn. Hoa có vị ngọt, nhạt. Tính mát, có công dụng cầm máu. Đài hoa giúp chống co thắt cơ trơn, làm thư giãn cơ chân tử cung, hạ huyết áp, kháng sinh, trị ho, viêm họng. Chỉ cần nhai ngậm đài hoa bông ổi sẽ giúp trị viêm họng và ho rất tốt. Đài và lá dùng làm thuốc nhuận gan, lợi tiểu. Dầu ép từ hạt bông ổi có tính kháng sinh, các loại vi khuẩn Escherichia coli, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus. Theo lương y Lê Trần Đức viết trong sách Trồng hái và dùng cây thuốc, cây bông ổi, chữa đái tháo đường, dùng 40g bông ổi khô, cả hoa, cành, lá, sắc uống thay nước chay hàng ngày, đồng thời ăn thêm củ mài, củ súng. Một số bài thuốc từ cây bông ổi, bài thuốc trị viêm da, eczema, tini, mụn nhọt, nấu lá tươi để rửa ngoài, chấn thương bầm dập, vết thương chảy máu, dạ lá tươi đắp ngoài, hoặc dùng 30g lá khô, 10g gừng khô tán bột sắc lên vết thương một lần một ngày. Bài thuốc trị ho ra máu và lao phổi, dùng hoa khô 6-10g, nấu nước uống. Chữa chứng ho do lạnh, 20g cây bông ổi để tươi hoặc 10g phơi khô, sắc cùng với 500ml nước, còn 100ml nước, uống trong ngày. Thuốc cầm máu, sát khuẩn, chữa vết thương nhỏ hẹp, lá và hoa ngũ sắc 30g, gừng tươi 10g, phơi hoặc sấy khô, tán nhỏ thành bột mịn, sắc vào vết thương. Ngày thay băng vết thương một lần, triệu chứng tiêu khát của bệnh đái tháo đường. Lấy toàn bộ cành, lá và hoa cây bông ổi phơi khô, thái khúc ngắn rồi cho vào lọ đậy kín. Mỗi ngày lấy khoảng 50g cho 500ml nước, sắc lại còn khoảng 100ml nước, uống thay trà hàng ngày, chữa mẩn ngứa, lá và hoa khoảng 30-50g. đến Nấu lấy nước đặc tắm, ngâm rửa hàng ngày sẽ có tác dụng, đau đầu trong thời tiết nắng nóng, dễ tươi 30g, sắc uống, đau bụng thổ tả, 15 hoa tươi, sắc pha chút muối ăn, chia làm 2 lần uống, bài thuốc trị cảm cúm, sưng quay bị, sốt cao, dễ khô 30-50g. đến sắc uống hàng ngày, đau răng do phong hỏa, 30g dậy khô, thạch cao 35g, sắc nước rồi ngậm xúc, có thể nuốt một ít, bài thuốc trị đau khớp tay chân, dậy khô 15g, trứng vịt màu xanh một quả, nửa nước, nửa rượu, luộc trong một giờ, rồi uống nước ăn trứng. Lưu ý khi sử dụng cây châm ổi chữa bệnh, không nên dùng quá nhiều mỗi ngày, vì đen A và lantamin có trong bông ổi độc, nếu bạn sử dụng mỗi ngày sẽ không tốt cho sức khỏe. Chúc các bạn có sức khỏe thật tốt. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Tạm biệt các bạn.